Khó tiêu chức năng là một cái tình trạng mà khó tiêu ở đường tiêu hóa gây ra các triệu chứng như là no sau ăn, no sớm, đau bụng hay là nóng rát vùng thượng vị. Thường cái bệnh này nó sẽ không có cái nguyên nhân thực thể, chủ yếu là mình làm một cái chẩn đoán loại trừ sau khi mình đã trừ loại trừ các nguyên nhân thực thể. Nó không có gây nên cái những cái diễn tiến bệnh quá nặng nề nhưng nó ảnh hưởng đáng kể lên chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Theo một số cái nghiên cứu thì người ta báo là tỷ lệ mắc bệnh được báo cáo từ 10 đến 30% trên toàn thế giới, nhưng có sự dao động đáng kể do những quần thể khác nhau và cũng như là chưa có sự thống nhất về định nghĩa và các triệu chứng và tiêu chuẩn chẩn đoán. Theo Rome 4 á, thì người ta đây đã ngưng bỏ slide đó đi Thư. Ở đây nó có hai những cái từ này để nói thêm cho các bạn lắm cái slide thứ hai á. Cái khó slide trước em cái từ ở đây á, là mấy bạn để slide này cũng được. Cái khó tiêu chức năng, cái từ đó là functional dyspepsia, thì mình phải hiểu cái từ dyspepsia. Dyspepsia ở đây mình dịch là khó tiêu, nhưng mà thực sự dyspepsia ở đây á là nó bao gồm tất cả những cái triệu chứng gì á mà nó gây khó chịu của đường tiêu hóa trên, tất cả các triệu chứng của đường tiêu hóa trên, tức là tính dạ dày tá tràng thực quản luôn á, thì gọi là dyspepsia. Đương nhiên là dạ dày tá tràng thôi, còn cái thực quản thì nó nằm trong cái phần thực quản rồi. Thành ra ở cái vùng mà dạ dày tá tràng thường là cái triệu chứng đau bụng, nóng rát, thì hơi khó tiêu, sình bụng, no sớm vân vân, ngay cả cái cảm giác buồn ói ói luôn nó cũng có thể tính luôn. Tức là cái dyspepsia nó được đúng dịch mà đúng nghĩa nó là rối loạn tiêu hóa trên, tức là tất cả những bao gồm tất cả những cái triệu chứng của đường tiêu hóa trên. Đó, khi mình khai thác bệnh sử á, mình thấy những cái triệu chứng này nó nằm của cái phân phần dạ dày tá tràng ha, thì là mình xếp vào cái nhóm thứ hai. Rồi kiểu functional, functional ở đây là những cái triệu chứng này là chức năng, nó là xếp thứ nhóm là B2 đó. B1 là thực nhóm đầu tiên là nhóm A1, A là thực quản, B là bên dạ dày tá tràng. Thì cái functional dyspepsia là cái thường gặp nhất trong cái loại chức năng của dạ dày tá tràng. Giống như cái tầng thứ nhất của mình á là chức năng của thực quản, thì mình có hai cái thường gặp nhất là ở nóng chức năng và tăng nhạy cảm thực quản. Thì phần thứ hai của mình học nó có nhiều rối loạn về chức năng, nhưng mà cái thường gặp nhất là functional dyspepsia, mình dịch là khó tiêu chức năng. Chứ đúng ra nếu mà dịch đúng á, nó phải là những cái rối loạn tiêu hóa chức năng, rối loạn tiêu hóa trên chức năng, tức là những cái triệu chứng của đường trên dạ dày tá tràng. Các bạn hiểu vậy ha, để mình hiểu cho dyspepsia chứ đây không phải là triệu chứng của khó tiêu, nó mà là tập hợp tất cả các triệu chứng của đường tiêu hóa trên. Bỏ cái ở nóng, ở rá, ở nóng với là ở trớ đi, tính của đường tiêu hóa trên là tính của cái dạ dày tá tràng. Tiếp theo. Dạ. Theo Rome 4 á, thì người ta sẽ phân định nghĩa cái hội chứng khó tiêu chức năng này á, nó gồm có hai cái hội chứng chính, đó là hội chứng khó chịu sau ăn, viết tắt là PDS, và hội chứng đau bụng vùng thượng vị, viết tắt là EBS. Thì trong đó người ta nói rằng cái hội chứng PDS thì chiếm 38%, hội chứng EBS thì chiếm 27%, và có sự trùng lắp giữa bệnh nhân có bao gồm cả hai triệu chứng trên, hội chứng trên thì chiếm khoảng 35%. Tuy nhiên các triệu chứng này thường khó xác định, do nó chủ yếu nó giống như nó là cái triệu chứng cảm giác chủ quan của người bệnh, và thường nó không có sự đồng nhất về định nghĩa. Hơn thế nữa là các triệu chứng này cũng có thể trùng lắp giữa các rối loạn chức năng khác như là có gặp trong bệnh liệt dạ dày, hội chứng được kích thích, trào ngược dạ dày thực quản. Thì trong đó thì có liệt dạ dày và có tiêu chức năng là khó phân biệt nhất nếu mà chỉ dựa vào các triệu chứng lâm sàng. Các yếu tố nguy cơ của cái hội chứng này thì bao gồm là nữ giới, tuổi càng cao, tình trạng kinh tế xã hội, nhiễm Helicobacter pylori, hút thuốc lá và sử dụng thuốc giảm đau là NSAID. Về cơ chế bệnh sinh thì có nhiều cái có khoảng 5 đến 6 cái cơ chế bệnh sinh, thì trong ngày hôm nay sẽ gom chung lại. Ví dụ như là nguyên nhân đầu tiên có thể là nhiễm Helicobacter pylori, được coi là nguyên nhân gây nên các triệu chứng khó tiêu chức năng, vì người ta ghi nhận rằng là khi mà các điều trị tiệt trừ thành công á, thì hầu như bệnh nhân sẽ giảm các triệu chứng này. Ngoài ra thì các liệu pháp kháng sinh cũng có thể ảnh hưởng làm cho ảnh hưởng đến các triệu chứng khó tiêu, như là phòng ngừa được nét dạ dày tá tràng không nhận biết và điều chỉnh được luôn cái hệ vi khuẩn đường ruột. Ngoài ra mình có cái bệnh lý là viêm tá tràng do bạch cầu á toan cũng được ghi nhận ở những cái bệnh nhân khó tiêu chức năng và thường gặp ở nhóm BDS. Ngoài ra các tình trạng có cái tình trạng là dị ứng thức ăn, nhiễm trùng,
tiếp xúc với lại axit của ở tá tràng thì đều có liên quan đến đến bệnh, vì nó gây nên viêm niêm mạc tá tràng và thay đổi cái tính thấm của hàng rào niêm mạc. Triệu chứng đó. Đối với một số cái bệnh nhân á, người ta sẽ có liên quan đến yếu tố tâm lý môi trường, vì thường cái biểu hiện khó tiêu chức năng này á, thường gặp ở những cái bệnh nhân có biểu hiện trầm cảm, rối loạn lo âu cao hơn ở những bệnh nhân không có cái yếu tố này, và thường là nó sẽ có tương quan hai chiều. Cái cơ chế bệnh sinh thứ tư á, nó là rối loạn hệ vận động ruột. Thì quay lại cái trước đi đã, cái trước cho coi cái hình, nó chỉ vô cái hình nói sơ sơ cho các bạn nắm đi. Dạ, thì trong cái hình này chị, thì em sẽ nói cái rõ hơn ở cái slide sau á chị. Còn trong cái slide này, nói sơ mấy cái hình này đi. Thứ nhất là có tăng nhạy cảm tạng nè. Dạ. Có tăng nhạy cảm tạng có nghĩa là sao? Là hồi trước mấy bạn học rồi, đa số rối loạn chức năng nó có hai cái vấn đề quan trọng là tăng nhạy cảm tạng và rối loạn vận động của ruột. Ở đây nói là chúng ta dạy về tá tràng, tăng nhạy cảm có nghĩa là gì? Mấy bạn nhớ là khó tiêu chức năng là không có tăng tiết axit, mà nó tăng nhạy cảm với axit. Nó giống như là gì? Trào ngược nhạy cảm vậy đó. Có nghĩa là cái axit này nó vẫn là bình thường, nhưng mà cái bình thường của cái người này á, người khó tiêu chức năng trở thành bất thường. Cái cơ thể, cái tạng nó nhạy cảm hơn với tình trạng căng dạng của thành ruột, thành dạ dày, thành tá tràng, và tăng nhạy cảm với axit. Và thứ hai nữa, ngay cái tình trạng axit này á, nó bình thường, nó xuống tá tràng cũng là bình thường thôi, nhưng mà nó vẫn có thể gây ra tình trạng viêm tá tràng và gây ra liên quan đến vấn đề rối loạn vận động. Do đó các bạn sẽ thấy trong cái khó tiêu chức năng nó không có tăng tiết axit, nhớ như vậy, nó không có tăng tiết axit nhưng nó vẫn có cái vai trò của thuốc ức chế bơm proton, giống như là tăng nhạy cảm do trào ngược của thực quản. Nó không có trào ngược axit lên, axit nó không vẫn là tiếp xúc axit lên chức năng, không phải có bệnh lý, nhưng nó vẫn tăng nhạy cảm, do đó vẫn có vai trò của thuốc ức chế bơm proton. Là cái thứ hai, cái thứ ba đây nè, tí nữa Thư sẽ nói lướt qua cái này, nhưng nó có cái tăng nhạy cảm tạng này, nó có cái rối loạn về chức năng chứa của dạ dày, chức năng căng giãn. Bình thường dạ dày mình ăn vô thì nó phải căng ra, bây giờ nó không thèm căng ra, thành ra nó gây cái triệu chứng no sớm. Rồi cái phân bố các thành phần, nó có thành phần ở trong dạ dày cũng bất thường. Rồi cái quan trọng nữa là cái khả năng mà làm trống dạ dày nó bị chậm trễ, do đó mình ăn vô nó không có bóp xuống được dưới này, thành ra cái thức ăn nó cứ đọng ở đây nè, nó gây ra cái triệu chứng là khó chịu sau ăn, tức là triệu chứng đầy bụng sau ăn đó. Tức là mình ăn từ sáng đến tối nó vẫn còn triệu chứng nha. Rồi rối loạn vận động ruột, rồi Thư sẽ đi nói kỹ hơn cái vấn đề tình cơ chế bệnh sinh. Dạ, trong cái cái triệu chứng mà rối loạn hệ vận động ruột và thần kinh á, gom chung thôi, gom chung lại luôn, thì nó loại chung đó là rối loạn hệ vận động ruột thần kinh, thì nó gồm có ba cái thành phần, trong đó là chậm làm trống dạ dày. Thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân có khó tiêu chức năng á, thì cái nguyên nhân này nó chiếm khoảng tầm 25-35%, trong khi làm trống dạ dày nhanh á, thì không phổ biến và chỉ xảy ra ở dưới 50% thôi. Dưới 5% là trong các trường hợp này á, tại vì nó cái triệu chứng của nó nãy đã đề cập rồi, cái triệu chứng của nó tương đương, nó giống gần giống với bệnh liệt dạ dày, nên rất là khó để chẩn đoán phân biệt. Có cái triệu chứng đó lại là nôn, nôn nó là cái triệu chứng rất là thường gặp để mà phân khó phân biệt giữa liệt dạ dày với lại chậm làm trống dạ dày. Cái bệnh cơ chế bệnh sinh thứ hai đó là giảm khả năng chứa của dạ dày, chiếm được khoảng 1/3 do sự cái phân bố bất thường của thức ăn trong dạ dày, như là ứ dịch ở hang vị, giảm dự trữ ở phần thân, ở phần gần, cũng như là giảm khả năng chứa của dạ dày, thì nó làm cho bệnh nhân cảm giác là no sớm. Bệnh nhân thì ngoài ra thì còn cái cơ chế thứ ba là bệnh nhân có thể tăng nhạy cảm với những cái chất kích thích ở trong cái lòng ruột, như là axit ở trong lòng ruột hay là chất béo. Nó không có liên quan gì tới cái sự tăng tiết axit ở trong dạ dày, nhưng mà người ta ghi nhận rằng nếu mà mình điều trị thuốc bằng ức chế bơm proton hoặc là các thuốc ức chế chặn kênh K2 á, thì hầu như là bệnh nhân sẽ giảm được cái triệu chứng á. Em tiếp theo là phần chẩn đoán. Theo em tiếp cận chẩn đoán theo hội chứng theo ROM 4, thì trong cái ROM 4 thì người ta cũng phân ra là, em nhắc lại, người ta sẽ phân ra làm hai hội chứng, là hội chứng BDS và hội chứng EBS. Thì khi hội chứng BDS thì bao gồm có các triệu chứng như là đầy bụng, no sớm, nôn, buồn nôn, hoặc là giảm cái cảm giác ăn uống, bệnh nhân thường khó chịu. Còn đối với cái EBS loss appetite là giảm cảm giác thèm ăn. Dạ, giảm cảm giác thèm ăn.
Còn cái hội chứng EBS là hội chứng mà đau bụng thượng vị thì thường thường bệnh nhân á, sẽ có cái triệu chứng là đau ở vùng trên thượng vị hoặc là đau quặn ở vùng dạ dày. Thì trong cái rôm 4 nó ghi là khi mà bệnh nhân có một hoặc trong các triệu chứng này phải xảy ra ít nhất là 3 lần mỗi tuần, và các hội chứng này thì có thời gian kéo dài là trong vòng 3 tháng triệu chứng khởi phát, đã khởi phát trước đó tối thiểu là 6 tháng và không có nguyên nhân nền dẫn đến cái những cái triệu chứng này. Cái này là định nghĩa, khoan, cái này là cái định nghĩa của cái khóa tiêu chức năng. Chẩn đoán là mình sẽ có cái bản tiếp cận chẩn đoán á. Dạ. Định nghĩa khóa tiêu chức năng là khi bệnh nhân có một trong bốn triệu chứng sau. Bốn triệu nhất khởi phát, nó triệu chứng khởi phát đầu tối thì triệu chứng nó kéo dài trong 3 tháng với cái triệu chứng khởi phát đầu tiên từ khi đến khi chẩn đoán tối thiểu là 6 tháng và không có nguyên nhân nền, có nguyên nhân ở đây là nguyên nhân ý thức thể. Thì các bạn nhớ là cái này mình đi khám, mình ngồi mình khám mình gặp rất là nhiều, nhưng đến bị đau vị hoặc mắc bụng vị hoặc mình nói bị nó đầy hơi, mấy bạn hay dùng cái từ là đầy hơi đó, hoặc là đầy bụng á, khó tiêu. Thì thực sự thì bụng khó tiêu của nó là cái từ cảm sau ăn á. Còn no sớm có nghĩa là bình thường á mình ăn miếng cơm không, bây giờ mình nó ăn mới có được có nửa chén hoặc một chén thôi thì mình thấy bụng nó căng cứng và nó no, mình không thể ăn tiếp được nữa, thì đó là triệu chứng no sớm. Chỉ cần một trong bốn triệu chứng đó mà nó kéo dài, có thể là một trong bốn hoặc tức là lớn hơn hay bằng một triệu chứng trong bốn triệu chứng đó kéo dài trong 3 tháng, và triệu chứng đầu tiên nó khởi thì ít nhất là 6 tháng, là không có nguyên nhân thực thể. Nguyên nhân thực thể ở đây là bao gồm cả thường là nội soi không. Nhưng mà thường các bạn đi nội soi á, đa số là các bạn sẽ thấy có tình trạng trả lời là viêm, đúng không? Viêm thì những cái tổn thương mà được không được xem không phải là thương thực thể, là những cái viêm xung huyết, những cái viêm xung huyết nhẹ, những cái viêm phun huyết phù nề thì coi như là bình thường hết nha. Chứ hầu như các bạn đi soi ít khi nào bác sĩ mà nội soi trả lời cho các bạn là soi ra kết quả bình thường. Nhưng mà những trường hợp thể gây viêm xung huyết hoặc là viêm phù nề là coi như bình thường, trường hợp rợp viêm rợp hoặc là nó ghi là xung huyết rất là nặng hay là phù nề, chỉ còn ba cái phù nề nhẹ nhẹ là coi như là bình thường. Thành ra mấy bạn thấy cái chẩn đoán khó tiêu chức năng mặc dù của người ta cái tần suất nó từ 10-30% bình thường, có nghĩa là trong 10 người đến khám và đường tiêu hóa thì trong dân số thì có khoảng từ 10-30 người bị. Như vậy là nó bị rất là nhiều chứ không phải là ít. Nhưng mà tại là sao? Tại vì mình chẩn đoán tất cả những cái này đều là viêm dạ dày hết. Hầu như tất cả những bệnh lý này đến mấy bạn đều chẩn đoán là viêm dạ dày hết. Vì đi soi cái nào nó cũng ra viêm hết. Thật ra cuối cùng nếu mà mình làm nghiên cứu á, mình làm nghiên cứu mình dựa vào những cái số liệu của phòng khám á, thì hầu như chẳng có ca nào được chẩn đoán là khó tiêu năng hết. Thì mấy bạn ở đây này, dân tiêu hóa mình tổng khám có nhiều cái bạn chẩn đoán mạnh tay ghi vào là khó tiêu chức năng chưa? Ông kia nó rất là nhiều nha mấy bạn, nhưng mà mấy bạn toàn chẩn là viêm dạ dày không à? Đó là lý do tại sao tôi đưa các bạn vào bài này để bạn học, để bạn thấy có những cái viêm dạ dày sao bạn điều trị hoài nó không hết. Bạn điều trị những cái thông thường như viêm điều trị PPI đơn thuần nó không có hết, mà mấy bạn sử dụng những cái thuốc mà liên quan đến chức năng, tức là những cái thuốc chống trầm cảm 3 vòng thì nó mới hết. Là lý do là vậy. Thành ra mình phải hiểu khó tiêu chức năng. Trong thời gian mấy bạn đi học, thành ra trong quá trình điều trị nhiều lúc mình thêm sách không có tìm hiểu. Và bây giờ cái khó tiêu chức năng hay nói đúng là rối loạn tiêu hóa chức năng á, rối loạn tiêu hóa trên chức năng nó chia làm 2 hội chứng. Thì cái hội chứng đau bị là epigastric pain syndrome á, là cái hội chứng này nó tương giống y chang như viêm rớt dạ dày tất cả. Mấy bạn thấy giống y chang luôn. Còn cái hội chứng khó chịu sau ăn lại bạn hay gặp cái ca đó vô đó loại nó kêu là khó tiêu đó. Thì khó tiêu sạch thì mấy bạn hay tiêm, nhưng mà một những 4 triệu chứng này giờ tôi hỏi cái triệu chứng nào, cái triệu chứng nào để bạn nghe vào để bạn nghĩ gì trong 4 cái triệu chứng này có một cái triệu chứng nó rất là đặc biệt, là triệu chứng nào? Là chị em nghĩ là triệu chứng no sớm. Đúng rồi, triệu chứng no sớm là triệu chứng rất là đặc biệt. Khi nghe tới cái triệu chứng no sớm phải nghĩ đến cái này, là do cái cơ chế của hội chứng no sớm là do nó không căng giãn được dạ dày nhé, nó
nó không căng giãn được cái dạ dày, mà nó không căng giãn được cái dạ dày á, để nó chứa thức ăn là một trong những cái sinh lý bệnh cơ chế đặc trưng của cái thằng functional dyspepsia. Còn những lý tiêu hóa của mình viêm rết dạ dày thường là đau và triệu chứng là giác đầy bụng sau ăn là nhiều hơn ha. Đầy bụng sau ăn thì có thể buồn nôn, nôn ói gì, cái thằng nó thì nó giống nhau rồi. Nhưng mà khi bạn nghe một cái triệu chứng no sớm thì bạn sẽ nhớ là coi chừng nó là khó tiêu chức năng hết, tức là dạ dày của nó không căng giãn được ha. Thành ra trong cái điều trị nó có những cái thuốc nó gọi là làm giãn đáy vị ha. Gastric fundal là đáy vị, và đó chữ relaxation là giãn, căng giãn cái đáy vị ra, tức là cái đáy vị của mình sẽ có những cái thuốc làm căng giãn ra để nó tăng cái chứa thức ăn trong cái phòng điều trị của mình á. Thành ra bạn phải để ý những cái đó, nhất là những cái triệu chứng mà khi mà mình bệnh nhân đến với mình với triệu chứng mà khó tiêu á, đầy bụng á, thì bên cạnh đường tiêu hóa trên là dạ dày tá tràng, phải bạn phải nhớ hai cái bệnh lý mà rất là gặp nữa là gan và tụy đó. Gan và tụy nó gây ra cái triệu chứng khó tiêu rất là nhiều. Bệnh lý về gan, nhất là trong tình trạng bệnh gan mãn, khó tiêu là một trong những triệu chứng gặp, với là tụy là trong những bệnh cảnh viêm tụy mãn các bạn ha, cũng có thể gây những triệu chứng khó tiêu. Thành hoặc là những bệnh nhân sau khi cắt túi mật vân vân, thành ra mình phải để ý. Nếu mà bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng của đau thượng vị hoặc là nóc rác của thượng vị mà chỉ có cái triệu chứng khó chịu sau ăn thôi á, thì mình phải loại trừ những cái bệnh lý thực thể của gan mật tụy. Cái này chỉ là cái chẩn đoán thôi, còn khi mình tiếp cận chẩn đoán, cái này chỉ là định nghĩa thôi, theo Rome 4 đó là định nghĩa, còn khi mình tiếp cận chẩn đoán thì mình sẽ tiếp cận theo cái hướng khác chứ không phải như vậy. Kế tiếp đi em. Trong Rome 4 thì nó cũng đề cập đến một cái số cái triệu chứng, thì các triệu chứng khác ví dụ như là có đau hoặc nóng rát thượng vị sau ăn, chướng bụng, rồi ợ hơi nhiều, buồn nôn và ợ, là những cái triệu chứng rất là thường gặp. Ngoài ra còn có ợ nóng là một cái triệu chứng nó không điển hình nhưng mà cũng có thể ghi nhận trong một số cái bệnh nhân mà người ta có cái hội chứng này. Ngoài ra trong cái này nó có cái triệu chứng là nôn hoặc là nôn kéo dài hoặc là triệu chứng thuyên giảm sau trung đại tiện á, thì thường thường là bắt buộc phải đi tìm nguyên nhân khác, chứ còn khó tiêu chức năng thì nó ít có cái có những cái triệu chứng này, và hoặc là những cái này nó luôn chỉ điểm cho một cái tổn thương nguyên nhân thực thể nền. Ngoài ra là có bệnh nhân đau bụng thường liên quan tới bữa ăn thì mình cần phải loại trừ với lại những cái cơn đau quặn mệt hay là những cái triệu chứng như nãy chị có đề cập tới là liên quan tới gan hoặc là tụy. Cái Rome 4 này nó thay đổi gì so với những cái tiêu chuẩn Rome trước đó? Thì nó cũng không thay đổi nhiều về cái tiêu chuẩn chẩn đoán, mà nó chỉ thay đổi chủ yếu là định nghĩa rõ ràng hơn các triệu chứng và gây ra các tần suất tối thiểu và mức độ ảnh hưởng của các triệu chứng lên các hoạt động hàng ngày để làm rõ hơn. Tại vì người ta ghi nhận rằng là các tần suất xuất hiện này nó sẽ không xảy ra ở cái nhóm mà bệnh nhân bình thường. Nói chung là tại vì những cái tần suất đó nó chỉ xảy ra ở nhóm bệnh nhân bình thường dưới 5% thôi, chứ nó không xuất hiện nhiều giống như là tối thiểu là ít nhất là 3 lần một tuần hoặc là kéo dài trong vòng 3 tháng. Về tiếp cận chẩn đoán á, thì mình có tiếp cận chẩn đoán này. Khoan, em chỉ phân nhóm chưa? Phân nhóm là có hai hội chứng, là hội chứng khó chịu sau ăn và hội chứng đau thượng vị. Thì cái mỗi hội chứng thì cái tần suất nó khác nhau, mà thư coi lại xem cái tần suất là gì, cái tần suất của mỗi hội chứng. Dạ, dạ không, nó giống nhau ạ. Nó đều 3 lần trong một tuần hết hả? Dạ dạ, cả hội chứng khó chịu sau ăn với hội chứng đau thượng vị đều lớn hơn là bằng 3 ngày trong một tuần hết hả? Dạ. Dạ, nên em mới gom chung lại để nói chị. Okay. Dạ, trong cái rồi mình bước qua cái đi tiếp theo đó là tiếp cận chẩn đoán. Đối với những cái bệnh nhân mà có những cái triệu chứng mà khó tiêu, chưa được chẩn đoán mà nó tình trạng nó kéo dài trên mình 3 tháng á, thì mình đầu tiên nhất mình vẫn phải loại trừ các nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng này, bao gồm mình khai thác tiền căn bệnh sử rồi coi các gợi ý các triệu chứng có thể gợi ý được những nguyên nhân tổn thương nền hoặc là thuốc của bệnh nhân đang sử dụng. Thì mình phải đánh giá loại trừ, qua đó mình phải đánh giá thử xem là trên những cái ca này nó có cái triệu chứng báo động hay không,
nếu có triệu chứng báo động thì mình bắt buộc phải đi tìm nguyên nhân nền. Mà trong cái trường hợp ở đây thì người ta khuyến cáo có thể là nội soi tiêu hóa trên. Còn nếu không có các triệu chứng nền thì mình coi như là một cái khó tiêu thì mình sẽ điều trị thử trước. Mình đánh giá sau 4 tuần, nếu không đáp ứng thì mình có thể đi nội, mình sẽ phải cho bệnh nhân đi nội soi để đánh giá tìm nguyên nhân nền. Không đã. Thư coi lại nè. Bây giờ chị nghe Thư nói là chị nghĩ Thư nói không đúng rồi. Trong cái hai cái hội chứng á, thì cái hội chứng mà khó chịu sau ăn á, là nó định nghĩa là 3 ngày trong một tuần. Postprandial distress syndrome là 3 ngày trong một tuần. Nhưng mà hội chứng đau thượng vị á, là nó định nghĩa là ít nhất là 1 ngày trong một tuần. Thành ra cái phần phân loại mấy em phải để ý, có hai hội chứng khó chịu sau ăn là phải có kéo dài 3 ngày trong một tuần. Nó phải có 3 ngày trong một tuần bị và nó kéo dài ít nhất là 3 tháng, với triệu chứng khởi phát là ít nhất 6 tháng. Còn hội chứng đau thượng vị là 1 ngày trong một tuần. Chị mới mở ra cái bài đó rồi là 1 ngày trong một tuần, chứ không phải là 3 ngày hết đâu nha Thư. Dạ, để em coi lại, bữa trước em đọc xong em thấy là nó giống nhau nên em gom chung lại. Không, để em dạy. Nó gặp được tiêu chuẩn chẩn đoán của epigastric pain syndrome là at least one day a week, một lần một tuần. Dạ. Thành ra nhớ là đối với đau thượng vị thì chỉ cần một ngày một tuần thôi. Trở dạ. lên, đối với hội chứng khó chịu sau ăn là 3 ngày một tuần. Dạ. Rồi tiếp đi. Dạ. Nếu mà bệnh nhân mình điều tra sau khi điều trị thử, mình theo dõi đáp ứng 4 tuần, sau 4 tuần mà bệnh nhân không thuyên giảm á, thì mình sẽ phải cho bệnh nhân đi nội soi để tìm các nguyên nhân nền. Nếu mà mình nội soi mình tìm được các nguyên nhân nền thì mình sẽ điều trị theo cái tổn thương thực thể đó. Còn nếu mà mình điều trị mà mình không thấy có tổn thương thì mình sẽ coi như là một cái triệu chứng của khó tiêu chức năng, mà mình sẽ điều trị theo hướng của khó tiêu chức năng. Trong đó các triệu chứng báo động á, mở lại. Cái này là cái tiếp cận chẩn đoán của cái thằng Asia Consensus năm 2012. Đó, cái em đi cái reference này đúng rồi. Cái này là cái đồng thuận châu Á năm 2012, tức là khá là cũ. Sau đó nó có cái hướng dẫn về update guideline của thằng Korea, của thằng Hàn Quốc năm 2020, của thằng Thái Lan năm 2018 và của thằng Mỹ Canada năm 2016. 17. Đó, 17 ạ. Nó có 3 cái guideline, tất cả lẫn thì nó cái guideline nó hơi cũ. Nhưng mà mấy em chỉ nhớ như vậy thôi. Khi là mình gặp một cái tình huống mà mình thấy rằng bệnh nhân có những cái triệu chứng khó tiêu hay là những cái triệu rối loạn tiêu hóa trên mà nó kéo dài đã 3 tháng trở lên rồi, tức là thường bệnh nhân đến những cái đau thượng vị, đầy bụng khó tiêu, no sớm vân vân đã 3 tháng trở lên rồi. Thì cái đầu tiên là mấy em phải hỏi bệnh sử và khám lâm sàng, hỏi tiền căn sử dụng thuốc vân vân để loại trừ những cái bằng chứng về gây khó tiêu khác. Ví dụ thuốc, một số thuốc có gây khó tiêu, ví dụ như thuốc sắt này, ví dụ như NSAID này, ví dụ như corticoid này, ví dụ như nhóm một số thuốc nó sẽ gây triệu chứng khó tiêu. Mình khám lâm sàng mình loại trừ nguyên nhân, ví dụ mình khám mình coi có dấu hiệu gì về bệnh lý gan mãn hay không, có tiền căn về bệnh lý gan hay không ha, để mình loại trừ hết cái đó đã. Rồi sau đó mình cái bước tiếp cận thứ hai mấy bạn phải làm là mấy bạn phải hỏi dấu hiệu báo động. Thì dấu hiệu báo động là cái gì thì Thư sẽ nói. Cái dấu hiệu báo động này là những cái dấu hiệu mà mình gợi ý bệnh lý ác tính. Thì trong cái dấu hiệu báo động nó có cái tuổi thì tí nữa tôi sẽ nói, cái tôi sẽ chọn cái tuổi vì hiện tại tôi đang viết cái guideline. Tôi đang hướng viết cái guideline về hướng dẫn về thực hành lâm sàng của cái khó tiêu chức năng cho Hội Tiêu hóa Việt Nam. Thành ra mình sẽ chưa có thống nhất nha bạn nha, có thể là trong vòng đầu năm sau mà sẽ có cái guideline này. Thì cái ELN feature này là quan trọng khi mình tiếp cận tất cả những bệnh nhân của đường tiêu hóa nói chung, để nếu mà có dấu hiệu báo động thì phải nội soi, bắt buộc phải nội soi nha, để mình loại trừ ung thư dạ dày. Còn nếu bệnh nhân không có dấu hiệu báo động á, thì cái này là của thằng châu Á consensus, nhưng mà tôi không có chấp nhận cái này. Tức là nếu không có dấu hiệu báo động thì về bàn đi thẳng vô cái tầm soát có nhiễm hay không nhiễm H. pylori luôn. Mình không có điều trị cái mới, người ta không có chấp nhận điều trị theo kinh nghiệm nữa. Tại vì sao? Tại vì người ta thấy rằng cái vai trò của H. pylori nó rất là quan trọng trong vấn đề ung thư. Nếu mình điều trị theo kinh nghiệm, mình điều trị dây dưa 4 tuần, mình làm mất đi cái thời gian của bệnh nhân ha. Thành ra nếu không có dấu hiệu báo động thì tiếp cận với bạn bỏ cái hàng cột này đi, mà bạn sẽ tiếp cận bằng test chẩn đoán không xâm nhập với cái H. pylori. Còn đương nhiên khi có dấu hiệu báo động khi lục rồi thì mình làm thêm clot test luôn để mình chẩn đoán có nhiễm Helicobacter pylori hay không.
Và nếu mà test Helicobacter pylori này nó dương tính á, thường thường không xâm nhập vào đây, mấy bạn sẽ làm là test hơi thở hoặc là kháng nguyên tâm. Tốt hơn là mấy bạn làm tiến hành chẩn đoán. Thì nó ra mà HP dương tính thì các bạn sẽ điều trị, vì người ta thấy cái vai trò của HP pylori này đối với khó tiêu chức năng, nó là một trong những cơ chế gây ra tiêu chức năng. Thành ra trong cái chỉ định điều trị của khó tiêu chức năng, các bạn sẽ thấy là một trong những chỉ định của nó là gì, là một trong những chỉ định điều trị của S. pylori đó là khó tiêu chức năng. Thì ở bạn hiểu đó, mình phải làm, vì người ta thấy vai trò của cái H. pylori này nó gây ra cái gì. Thì nó gây ra viêm niêm mạc dạ dày và rối loạn, nó có thể liên quan đến rối loạn chức năng vận động và bài tiết của dạ dày, thành ra nó gây ra những cái triệu chứng khó tiêu. Thành và một số cái guideline, một số cái nghiên cứu hiện nay họ thấy rằng nếu mà điều trị diệt trừ Helicobacter pylori á, thì nó sẽ cải thiện triệu chứng khó tiêu, vì nó cải thiện vấn đề bài tiết axit, cải thiện về vấn đề điều chỉnh hệ vi sinh đường ruột. Mình ra trong cái bảng này nè Thư. Ở đây teacher chị đang nhờ Thư vẽ đó, sau đó mình sẽ bỏ cái cột rồi đi, mình sẽ làm là test S. pylori mình điều trị hết. Sau điều trị mình diệt vi trùng thành công thì mình thấy sau 4 tuần mình thấy bệnh nhân có đáp ứng ok hết thì thôi, sau đó mình có thể duy trì thuốc hoặc ngưng thuốc. Nhưng mà nếu mình diệt H. pylori rồi á, mình thấy chẳng có đáp ứng gì hết thì mình cũng nên cho bệnh nhân nội soi. Thì cái nhánh này là AC consensus, nhưng mà cái nhánh này hầu hết các guideline mới hiện nay người ta không có đưa ra này. Thành ra mình sẽ xin ý kiến như thế nào. Thành ra mình sẽ đi theo cái hướng này luôn, mình đi theo cái hướng vòng này, cái này bỏ luôn ha. Rồi sau khi mình nội soi ra, nếu mình nội soi ra mình thấy là có viêm trợt này, tức là có những cái sang thân thực thể có lép này, có viêm trợt này, có viêm xung huyết phù nề nặng này ha, thì vân vân á, thì mình nghĩ là đó là viêm dạ dày á, thì loại trừ có tiêu chức năng ra. Hoặc là mình thấy có dấu hiệu của thực quản, ví dụ như có dấu hiệu viêm trần tá tràng, ta đã gọi LAAB á, tức là có viêm trực cả mình loại ra, hoặc soi ra có u dạ dày gì đó mình loại ra hết. Còn lại nếu mà soi ra kết quả bình thường á, kết quả bình thường, cái này mình gọi là khó tiêu thực thể, organic là khó tiêu thực thể, tức là nó có tổn thương thực thể. Nếu ta hoàn toàn bình thường á nha, thì đối với cái vùng của nước mình ở châu Á này, nó bắt làm thêm xét nghiệm. Và một trong những nguyên nhân mà khó tiêu á, là thường gặp nhất là ký sinh trùng. Thì nó đã bắt mấy em phải làm soi phân, kiểm tra ký sinh trùng, tìm máu ẩn trong phân, làm những cái xét nghiệm sinh hóa. Thì xét nghiệm sinh hóa là những xét nghiệm gì? Ít nhất là phải làm những cái xét nghiệm liên quan đến vấn đề gì? Làm về ion đồ là phải làm, làm về đánh giá về chức năng gan là phải làm, chức năng gan là phải làm, ion đồ phải làm, sinh hóa làm, ví dụ như là đường huyết phải làm, ure phải làm. Thì cái cơ bản là mình đánh giá là bệnh thực thể và siêu âm bụng. Siêu âm bụng thì đi là NO, nhưng mà siêu âm bụng nó rất là dễ, thành ra hầu như là kết hợp với siêu âm bụng. Còn CT bụng là những cái tình huống nào mà mình thấy cần có chỉ định thì mình làm thêm CT scan. Thì khi những cái này mà mình tìm ra được thực thể á, thì nó vẫn là giải thích được, thì nó là tổn thương thực thể. Còn nếu tất cả những cái này vẫn là bình thường á, thì mình gọi là khó tiêu chức năng. Như vậy mấy em nhớ này, tiếp cận chẩn đoán là gì? Tất cả những bệnh nhân có một trong bốn triệu chứng của đường tiêu hóa trên, rối loạn tiêu hóa trên, no sớm, đầy bụng sau ăn, hoặc là đau thượng vị, hoặc là nóng rát thượng vị, mà triệu chứng này đã kéo dài trên 3 tháng rồi nha, đã kéo dài trên 3 tháng rồi, thì á, mình sẽ tiếp cận cái thứ nhất là mình lên soi, tức là dấu hiệu báo động có hay không. Nếu mình soi lại thì hết những cái tổn thể để mình soi. Còn nếu mà có không có dấu hiệu báo động thì mình làm test X-ray. Nếu có trùng điều trị, nếu có cái trùng á, nếu không trùng thì á, ta hát về cái này là nếu mà cái này đáp ứng thì không, không đáp nếu mà thắt thì ông và tất cả những tình huống kế tiếp là tất cả những cái xét nghiệm khác, nếu mà nội soi bình thường thì mình làm thêm những cái xét nghiệm khác nữa mà bất bình thường hết, thì lúc đó mới bạn với nó cái điều kiện của nó phải tỏa tiêu chuẩn RON 4, tức là đối với đau thượng vị và các thượng vị thì ít nhất một lần một tuần, nhưng mà hầu như bệnh nhân mà lần ngày nào cũng bị hết, một ngày một tuần kéo dài trên 3 tháng và triệu chứng khởi đầu tiên phải cách đây 6 tháng. Tất cả đó là chức năng nó đều có một cái tiêu chuẩn giống nhau là kéo dài từ 3 tháng trở lên với triệu chứng khởi, nhưng cái triệu chứng đầu tiên xuất hiện ít nhất là cách đây 6 tháng từ khi chẩn đoán.
mấy cái đó dự đoán là khó tiêu chức năng ha. Đó, tóm lại là khi không tìm ra nguyên nhân gì hết, nội soi xét nghiệm siêu âm làm hết rồi sau khi dịch mà vẫn không có thỏa tiêu chuẩn thì chẩn đoán là khó tiêu chức năng. Còn nếu điều trị S. pylori mà nó đáp ứng thì là gì, thì nó là khó tiêu chức năng nhưng mà nó không gây tổn thương trên dạ dày thôi. Nếu mà mấy bạn làm test S. pylori nó dương tính, mấy bạn điều trị mà nó đáp ứng thì cũng gọi là khó tiêu chức năng. À, mấy bạn mà với điều kiện là ca này mình nội soi cũng không có tổn thương. Cái tiếp cận chẩn đoán của thằng Asia Consensus này tới thời điểm này nó vẫn không có chính xác lắm đâu. Thành ra mình vẽ ra vậy nhưng mà sau đó mình sẽ phải điều chỉnh. Ví dụ như cái cột này mấy bạn thấy nè, nó đi là test SP và điều trị. Nếu đáp ứng sau 4 tuần, yes, không. Nếu mà yes thì là sao? Yes thì nó phải có cái cột đi xuống dưới này. Đúng không ạ? Còn nếu mà không thì nó đi qua đây. Đúng không? Còn nếu mà là đó, nó phải có cái cột như vậy không? Nó thiếu cái phần yes. Phần yes á. Tại vì hiện nay á, một số quan điểm á, thì họ nói nếu mà ca nào mà nhiễm expiry á, thì coi như nó là khó tiêu thực thể. Nó không xếp vào khó tiêu chức năng. Nhưng mà thực sự ra trong cơ chế hiện nay theo ROM 4 á, thì nó vẫn nói những trường hợp nhiễm S. pylori mà không có tổn thương trên dạ dày đó thì vẫn xếp vào khó tiêu chức năng. Thành ra mình còn vẫn sót những trường hợp nếu mà test S. pylori nó dương tính mà nó không có dấu hiệu là S. pylori nó dương tính đi nhưng nó không đáp ứng với điều trị á, thì mấy bạn phải nội soi. Còn nếu đáp ứng ra nhưng mà thực sự những trường hợp này nếu mà nội soi nó ra là viêm trợt hay gì đi thì nó cũng đâu phải là khó tiêu chức năng. Thành ra tôi cái bạn tiếp cận chẩn đoán này nó chưa chính xác lắm đâu. Thêm tham khảo thêm mấy cái hướng dẫn của các tổ chức, của các hiệp hội khác. Nhưng mà tóm lại trong cái này mấy bạn chỉ nhớ rằng là những bệnh nhân kéo dài trên 3 tháng mà mình loại trừ hết ha, mình làm nội soi không thấy tổn thương rẽ rỡ, gọi là viêm xung huyết nhẹ hoặc phù nề nhẹ hoặc là bình thường, làm siêu âm bình thường, các xét nghiệm máu, xét nghiệm về ký sinh trùng nó âm tính. Mình làm siêu âm, mình làm chức năng gan hoàn toàn, xét nghiệm đề gan hoàn toàn bình thường hết. Mình làm S. pylori, nếu nó dương tính mình điều trị nó đáp ứng thì là vẫn xếp vào khó tiêu chức năng. Còn nếu mình làm S. pylori mà mình điều trị không đáp ứng, mình soi cũng bình thường luôn thì vẫn xếp vào khó tiêu chức năng. Lúc đó thì mình kiểm tra lại xem đúng tiêu chuẩn ROM 4 không. Tức là kéo dài đến 3 tháng, triệu chứng khởi phát ít nhất trước 6 tháng. Và với cái chia làm hai hội chứng, nó khó chịu sau ăn thì là 3 lần một tuần. Còn nếu mà thì ta ngày một tuần kia là một ngày một tuần và mình có hết thể làm chuyện đó là khó tiêu chức năng nha. Rồi tiếp đi, làm về các triệu chứng báo động á, và bác phụ phải hỏi các triệu chứng báo động như là sụt cân không chịu ý, nuốt khó mới xuất hiện hoặc là tiến triển, nuốt đau, nôn kéo dài, thiếu máu thiếu sắt chưa rõ nguyên nhân, có u hoặc hạch bất thường ở ổ bụng, có tiền căn gia đình, có ung thư đường tiêu hóa, đặc biệt là đường tiêu hóa trên. Về chỉ định nội soi tiêu hóa trên căn, về tiền căn gia đình á, về tiền căn gia đình thì mấy bạn nhớ là tiền căn gia đình nó tính trong cái thế hệ thứ nhất á, tức là bố mẹ anh chị em ruột nha, chứ nó không có tính tiền căn gia đình là mình ngầm hiểu tới ông bà chú gì đâu, mà thường nó là mình xếp vào cái tiền căn gia đình là cái nhóm thế hệ thứ nhất, tức là đối với bố mẹ anh chị em ruột thôi. Về chỉ định nội soi tiêu hóa trên á, thì khi đọc các guideline của châu Âu với lại Mỹ á, thì người ta nói là nếu mà tuổi trên 60 thì được tính như là có chỉ định để nội soi tiêu hóa trên. Còn đối với đọc guideline của châu Á, bữa đọc của em đọc guideline của Hàn Quốc năm 2020 á, thì người ta nói rằng là do cái tỷ lệ các nước châu Á có tỷ lệ ung thư cao hơn và thường xảy ra ở người trẻ nên nó khuyến cáo nội soi ở những cái nhóm mà trên 40 tuổi á. Khi bệnh nhân hoặc là khi bệnh nhân có triệu chứng báo động, có sụt cân, không có chú ý, có triệu chứng của xuất huyết tiêu hóa và cần tầm soát HB, cần tầm soát HB thì mình sẽ cho chỉ định nội soi. Tầm soát HB thì ở đây á, thì các guideline người ta cũng tương ứng là trên 60 tuổi thì người ta sẽ tầm soát HB qua nội soi, làm urea test nhanh qua nội soi. Nhưng nếu mà những cái trường hợp bệnh nhân mà dưới 60 tuổi hoặc là không có các yếu tố triệu chứng báo động hay là không có chỉ định nội soi thì người ta sẽ tầm soát HB bằng những cái xét nghiệm không xâm lấn như là thực hiện kháng nguyên trong phân hoặc là test hơi thở. Và khi thực hiện nội soi mà để tầm soát HB thì người ta nói để tăng cái khả năng tầm soát được HB thì người ta đề xuất là lấy 5 mẫu ở 5 cái vị trí khác nhau ở trên dạ dày thì sẽ tăng cái khả năng mình chẩn đoán HB hơn.
Tuy nhiên mà cái nội soi tiêu hóa này nè, chỉ có trên những bệnh nhân khó tiêu á, thì nó chỉ phát hiện được có 10% trường hợp là bị loét viêm thực quản hoặc ung thư, thì rất là thấp, dưới 1%. Do đó thì phương pháp này không phải là phương pháp chính trên tất cả các đối tượng, mà là tùy theo cái triệu chứng của bệnh nhân là gợi ý tới tổn thương gì thì mình sẽ ưu tiên mình làm cái xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán cái nguyên nhân nền. Phan, quay lại phần đó để chị nói nha. Cái mà dấu hiệu báo động á, cái tuổi á, mình chia làm hai nhóm nha. Cái tuổi nó không xếp vào dấu hiệu báo động. Cái tuổi để mà điều nội soi, bây giờ khi bệnh nhân này có dấu hiệu báo động thì phải soi hết rồi, mặc dù theo có tuổi cho người Mỹ và Canada thì dấu hiệu báo động mà tuổi nó dưới 60 nó cũng cần soi luôn. Nhưng mà của châu Á của mình á, cái tỷ lệ ung thư dạ dày nó cao, thì ra tất cả những ca có dấu hiệu báo động thì mấy bạn phải soi. Đã khi tới bệnh nhân khám, lúc nào mình cũng vừa hỏi bệnh sử, mình vừa bật đi mắt ra coi bệnh nhân có thiếu máu hay không, hỏi có người giảm cân. Giảm cân ở đây là tiêm trong tổng lượng cơ thể đó. Bệnh nhân có ói mửa liên tục, có nuốt khó nuốt đau, và tiền căn gia đình là quan trọng nhất. Người ta thấy rằng là cứ mỗi đặc điểm, mỗi triệu chứng như vậy á, nếu bệnh nhân có thì cái nguy cơ bị mắc bệnh lý ác tính đường tiêu hóa, đặc biệt ung thư dạ dày, nó lên gấp 2-3 lần. Có nghĩa là nếu bệnh nhân có 2 triệu chứng báo động thì cái nguy cơ nó tăng lên gấp 4 lần bình thường. Đối với châu Á nha, thành ra người ta khuyên đối với châu Á là tất cả những cái bệnh nhân có một trong các triệu chứng báo động thì phải nội soi, bất kể tuổi tác, và tuổi tác tôi không quan tâm nữa. Rồi, cái thứ hai là cái tuổi. Cái tuổi thì đối với châu Âu, cái tuổi nó tùy thuộc vào cái nguy cơ ung thư. Thì nguy cơ ung thư cao á, thì cái tuổi bắt đầu tầm soát là 40 tuổi. Nguy cơ ung thư trung bình á, thì nguy cơ ung thư thấp á, thì nguy cơ trung bình khoảng 50 tuổi, và nguy cơ ung thư thấp là 60 tuổi trở lên. Thì Việt Nam mình nó xếp vào nhóm nguy cơ trung bình cao. Việt Nam mình là xếp vào nhóm bình cao, và những cái nguy cơ gần đây ở Việt Nam do tiến sĩ Quách Trọng Đức, phó giáo sư Quách Trọng Đức làm á, thì thấy là Việt Nam mình cái nguy cơ ung thư dạ dày nó rất là sớm. Cái độ tuổi của nó xuống có thể từ 35 đến 40 tuổi nha. Và một mình là một những cái quốc gia mà có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày theo độ tuổi rất là cao, khá là cao nhất ở Đông Nam Á luôn, cao nhất ở Đông Nam Á luôn. Với năm 2020 á, thì người ta dự đoán là cái người ta thấy số lượng ca mới mắc trong một năm á, ở mọi lứa tuổi là trên gần 18.000 ca, tức là 9,8%. Do đó sắp tới cái hướng guideline của Việt Nam, mà nếu mà tôi viết cái guideline này á, thì tôi sẽ đề xuất cái tuổi của mình sẽ là tuổi 40. Thành ra mấy bạn phải để ý cái tuổi, nếu bệnh nhân đến với mình dưới 40 tuổi không có triệu chứng báo động ha, thì mấy bạn làm expiry liền, mấy bạn điều trị expiry. Còn nếu mà trường hợp bệnh nhân đến với mình trên 40 tuổi, bất chấp trên 40 tuổi thôi, không cần có dấu hiệu báo động, thì mấy bạn nên cho người ta nội soi. Bây giờ cái tuổi mà ngưỡng cắt để nội soi dạ dày và đại tràng đều rất thấp ha, tại vì cái tỷ lệ ung thư ở người trẻ, ở đặc biệt ở châu, ở Đông Nam Á mình, ở Việt Nam mình rất là cao. Do đó các bạn nhớ rằng là những cái trường hợp họ đến với mình mà nếu họ không đồng ý soi, là nếu mình khám mình thấy có triệu chứng báo động, hoặc là bệnh nhân trên 40 tuổi mà nếu họ không chịu soi á, thì mấy bạn phải bắt họ viết cái cam kết là không đồng ý soi, hoặc là trong cái hồ sơ điện tử của mình ghi rõ là người ta từ chối soi. Lỡ mà lần sau người ta có đi vô soi á, mà phát hiện ra ung thư á, thì là mình sẽ không có bị trách nhiệm. Còn nếu không thì chắc sẽ bị người ta kiện cáo tùm lum á. Các bạn nhớ là trên 40 tuổi, sắp tới tôi sẽ đề xuất, nhưng mà phải họp qua hội đồng của các thầy cô, thì ta có đồng ý cái tuổi 40 không. Trên 40 tuổi thì mình nên soi, mình có một trong các dấu hiệu báo động thì mình nên soi. Còn các triệu chứng báo động thì bạn phải nhớ, đấy là những cái triệu chứng báo động mà mình luôn luôn phải hỏi, khi nào bệnh nhân đến mình cũng phải hỏi hết ha, để mình có thể phát hiện và cho nội soi sớm. Rồi tiếp. Em chuyển qua phần điều trị. Trong cái phần mà tiếp cận điều trị á, sau khi mình đã chẩn đoán khó tiêu chức năng rồi, thì bệnh nhân cần được mình giải thích về cái, để người ta hiểu được về cái bản chất của cái bệnh này một cách đơn giản, dễ hiểu, và các yếu tố có thể làm nặng hơn các triệu chứng của bệnh, và được giải thích luôn về các phương pháp điều trị. Mà trong đó việc đầu tiên nhất là mình phải được chẩn đoán và loại trừ để tiệt trừ HP, Helicobacter pylori nếu có. Sau khi mà bệnh nhân được mình sẽ phân tầng, phân nhóm bệnh nhân là thuộc nhóm là khó chịu sau ăn, hay là triệu chứng của đau thượng vị, hội chứng đau thượng vị, vì tùy theo cái nhóm mà mình sẽ cái nhóm thuốc ưu tiên hơn. Trên từng cái nhóm riêng biệt, bệnh nhân sẽ được sử dụng các thuốc như là PPI cộng trừ với prokinetic trong vòng từ 4 đến 8 tuần và theo dõi đáp ứng. Nếu các triệu chứng mà nó không thuyên giảm thì mình có thể bổ sung thêm các thuốc như là chống trầm cảm, các thực phẩm bổ sung, hoặc là thảo dược, hoặc sau đó là có cần nữa thì mình cần phải có liệu pháp tâm lý cho bệnh nhân.
về cái đầu tiên đó là điều trị Helicobacter pylori. Theo một cái nghiên cứu phân tích vùng thì người ta báo rằng là theo một cái nghiên cứu thì người ta nghiên cứu tổng hợp nên thấy là triệu chứng khó tiêu mạn nó thường được cải thiện sau điều trị Helicobacter pylori với cái RR là 1,18 và cái number, cái số lượng bệnh nhân cần phải điều trị đó là 15. Khi mà chị giải thích cho nè, cái NNT á, RR là risk ratio, tức là cái khả năng mà khi cải thiện mà sau khi mình diệt được Helicobacter nó gấp hơn Storace placebo chỉ có 1,18 lần thôi, tức là nó không có nhiều. Cái NNT là 15, có nghĩa là cái number need to treat, tức là cần phải điều trị đến 15 người thì mới diệt hết HP, thì nó có một người có hiệu quả thôi, chứ không phải là 15 người mình diệt hết HP là cả 15 người có chức năng đều được hiệu quả đâu. Thành ra mình thấy có vẻ như là cái tiệt trùng H. pylori này á nó không được lắm. Nhưng mà đây là một nghiên cứu RCT. Tiếp đi. Dạ. Vì do nãy chị có đề cập tới thì cái hiệu quả của nó không có được cao, có nghĩa là mức chứng cứ của nó chỉ ở mức độ từ trung bình thôi. Thì người ta phân tích theo cái vùng á, thì giữa cái phân vùng giữa vùng châu Á và ngoài khu vực châu Á thì nó có 6 cái nghiên cứu từ châu Á và 12 nghiên cứu từ các khu vực ngoài á, thì người ta thấy là vì cái tỷ lệ nhiễm HB nó chênh lệch ở giữa hai cái vùng này á, thì người ta thấy là cái hiệu quả mà để đạt được giảm cái triệu chứng á, nó cũng có sự khác biệt. Ví dụ như là ở cái vùng mà ngoài châu Á thì người ta ghi nhận cái sự cải thiện triệu chứng rõ rệt ở những cái vùng mà nhiễm cao hơn so với cái vùng mà nhiễm cái tỷ lệ nhiễm Helicobacter HB thấp. Nhưng mà tuy nhiên nó lại ngược lại ở khu vực châu Á, vì cái khu vực châu Á là cái tỷ lệ nhiễm Helicobacter lúc nào nó cũng là ở cái ngưỡng mà từ trung bình và cao trở lên. Và cũng vì cái sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm này á, mà theo cái hướng dẫn của ACG năm 2017 á, thì đối với những cái vùng mà tỷ lệ nhiễm thấp á, tỷ lệ nhiễm Helicobacter thấp dưới 15% thì người ta cân nhắc á, là có thể điều trị BBVI trước khi mà người ta nghĩ đến chuyện mà cần phải lọc nội soi hay là tiệt trừ Helicobacter pylori, vì người ta nghĩ rằng như vậy nó sẽ có lợi về mặt điều trị hơn và về mặt chi phí điều trị hơn. Mặc dù vậy á, thì tiệt trừ Helicobacter pylori á, không chỉ là giảm cái triệu chứng khó tiêu mà nó còn giảm được cái nguy cơ xuất hiện các triệu chứng khác của đường tiêu hóa trong tương lai, ví dụ như là viêm dạ dày mạn hoặc là ung thư dạ dày. Cái bước tiếp rồi này á, Khoan, cái phần tiệt trừ H. pylori này á, người ta thấy em như Thư nói nãy, bạn để ý là đối với châu Âu với châu Á nó khác nhau về cái tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori. Ở mình thì cái vai trò nhiễm Helicobacter, cái nguy cơ nhiễm, cái tỷ lệ nhiễm cao hơn, và cái vai trò của H. pylori đối với khó tiêu chức năng nó nhiều hơn. Thành ra đối với những nghiên cứu ở châu Á thì người ta thấy rằng là cái khi mà diệt trừ Helicobacter pylori thì nó có cái cải thiện đáng kể về các triệu chứng của khó tiêu chức năng. Và một cái đặc điểm nữa là trong cái ha có những cái phân tích tổng hợp là meta analysis á, bao gồm những cái RCT á, thì khi mình diệt trừ H. pylori rồi á thì cái hiệu quả của nó là dài hạn, tức là nó làm giảm cái chứng kéo dài từ 6 đến 12 tháng. Ha. Chứ nó cải thiện triệu chứng khó tiêu ở những cái nhóm kéo dài trong một cái thời gian dài, để mình phải thường thường những cái rối tiêu chức năng này nó không hết hẳn đâu, sau đó lại xuất hiện triệu chứng trở lại. Thì cái việc H. pylori này, thứ nhất là làm giảm chứng, thứ hai nữa làm giảm sự xuất hiện của những cái triệu chứng kéo dài từ 6 đến 12 tháng hơn so với placebo. Thành ra trong những cái hướng dẫn của châu Á, nhưng mà thằng Thái Lan thì nó theo bên Mỹ nha, Thái Lan nó lại theo ACG của Mỹ. Thằng châu Á ở đây mình muốn nói đến đến thằng Korea á, mới nhất 2020 á, thì cái diệt trừ Helicobacter pylori là cái bước đầu tiên á, là cái bước tiếp cận các bệnh nhân khó tiêu chức năng. Còn đối với ở châu Âu á, thì nó sẽ điều trị theo kinh nghiệm trước, tức là điều trị ai và prokinetic trước, rồi sau đó mới cân nhắc đến vấn đề diệt trừ Helicobacter pylori ở những cái vùng mà tỷ lệ nhiễm dưới 15%, và của mình tỷ lệ nhiễm cao lắm, khoảng 70-80% rồi, thành ra mình phải tầm soát và diệt trừ Helicobacter pylori trước. Tiếp theo trong cái sơ đồ đó sẽ là những cái liệu pháp không dùng thuốc, nghiệm giải thích cho bệnh nhân, dặn bệnh nhân là có phải thay đổi lối sống và các chế độ ăn, ví dụ như là cần phải chia nhỏ các bữa ăn trong ngày, ăn cái lượng ít hơn và hạn chế các loại thực phẩm có chứa nhiều chất béo hoặc các thức ăn có thể làm khởi phát hoặc làm cái nặng hơn các triệu chứng của bệnh. Tránh các chất kích thích như là cà phê, thuốc lá, rượu bia và ngưng các thuốc có thể gây nên các triệu chứng khó tiêu, ví dụ trong trường hợp thường nhất là NSAID,
và bước cuối cùng mới dùng là các thực phẩm thay thế hoặc là thảo dược. Thì trong các thực phẩm thức ăn á, thì nó có thể gây nên các triệu chứng khó tiêu hoặc là đầy bụng sau ăn, thì trong đó có các loại như là ngũ cốc, các loại thực phẩm làm từ lúa mì, có các loại mà thực phẩm mà lên men á, thì ở Việt Nam mình thường hay có là dưa muối chua, cà muối chua đó, những cái đó mình sẽ phải tránh. Còn đối với những các sản phẩm từ bơ sữa như là sữa, phô mai, mayonnaise hay kem, đối với trái cây thì có thể là có những trái cây mà sinh hơi, ví dụ như dưa hấu, chuối thơm, là các trái cây họ cam, quýt, có muối như cam, quýt, bưởi, thì những cái đó nó có thể gây nên các triệu chứng. Ngoài ra là những cái thực phẩm mà fast food nó chứa nhiều dầu mỡ, đồ chiên, hun khói, rồi mì Ý, những cái đó nó có thể phát nên các triệu chứng bệnh. Và cái nhóm thực phẩm thay thế hoặc là thảo dược á, thì thông dụng thì nó rất là thông dụng, vì khi mà người ta có cái triệu chứng của đường tiêu hóa thì đa phần họ đều lựa chọn cái những cái sản phẩm thảo dược này. Thì khoảng 20% người đã ghi nhận được, có 20% người uống cái này để mong muốn được giảm cái triệu chứng. Ngoài ra là có cái nhóm thảo dược là SW5 á, thì nó bao gồm có những cái thành phần em liệt kê trên cái slide này ha. Thì người ta có một cái nghiên cứu đánh giá thì người thấy cái hiệu quả của SW5 này so với giả dược sau 7 tuần sử dụng á, mặc dù nó có ghi nhận cái tình trạng mà cải thiện về triệu chứng, là điểm về triệu chứng của đường tiêu hóa mà ở nhóm này sử dụng á, thì nó giảm được, nhưng mà sự khác biệt là nó không có chênh lệch lớn, nên thành ra là người ta nói rằng là cuối cùng là các dữ liệu này nó quá ít đi để đánh giá được cái hiệu quả của những cái nhóm thuốc thảo dược này. Do đó là bệnh nhân cần được hiểu rõ được lợi ích và nguy cơ của các loại thảo dược này khi được sử dụng. Và đặc biệt là cái nhóm thực phẩm thay thế hoặc thảo dược nó rất lớn, nó rất là nhiều loại thuốc, nên thành ra là không thể nào mà người ta có những cái nghiên cứu để mô tả chính xác được hiệu quả của những cái này. Cái phần tiếp cận điều trị á, cái tiếp cận đầu tiên á, mấy bạn chỉ nhớ là diệt trừ, tầm soát và diệt trừ expiry kèm theo chế độ chức ăn. Nhưng mà cái vai trò của thức ăn đối với khó tiêu chức năng đó, nó có vai trò, nhưng mà cái mối liên quan nhân quả hiện nay cho tới thời điểm này vẫn thiếu và chưa thống nhất, nghiên cứu nó chưa có đầy đủ. Thì một số thức ăn đó, mấy bạn chỉ nhớ những thức ăn chính thôi, cái thức ăn béo, như những cái thức ăn mà nhiều chất béo nè ha, thì nó làm có khuynh hướng là nó làm đầy bụng đầy hơi sau ăn, do đó hạn chế thức ăn béo là cái mình chỉ nhớ nhất. Và nó có thể gây ra cái buồn nôn, nó khó tiêu. Thứ hai là sản phẩm từ sữa, những sản phẩm sữa, một số người họ uống sữa mà họ khó chịu lắm. Thực phẩm chứa lúa mì, những thức ăn cay chua, đối với đồ uống thì nhớ là những thức ăn đồ uống có ga và cà phê vậy thôi, chỉ những cái quan trọng đó thôi, chứ không cần phải khuyến cáo nhiều. Nhưng mà thực sự ra không, thuốc này á nó chỉ là một cái hỗ trợ thôi, nó chỉ là hỗ trợ thôi ha, tiếp cận ban đầu cũng là dùng thuốc. Còn cái vấn đề mà những cái thực phẩm thay thế và những cái thảo dược đó thì người ta không khuyến cáo. Nói chung là người ta chỉ nói là thôi, còn trong cái khuyến cáo điều trị là không có cái nhóm này. Cái nhóm này á, cái nhóm thuốc mà liệu pháp không dùng thuốc á, thì trong những cái thuốc mà khác là nó có thể nói đến cái rapamycin nó cũng mới này, cái simeticone cũng mới này, vân vân. Thì mấy cái đó là nó không nằm trong nhóm guideline để hướng dẫn. Mà sẽ thể focus vào những cái thuốc chính để điều trị hết tiêu chức năng. Thì mấy bạn nhớ có hai cái thuốc chính đó là PPI và Prokinetic. Thì Thư nói tiếp đi. Thì nếu mà mình nói theo cái thằng là thuốc kháng tiết á, thì ức chế bơm proton này. Thì trong nhóm thuốc kháng tiết nó sẽ có hai thuốc PPI và H2. Thì trước đây người ta làm nghiên cứu meta-analysis thì ta thấy rằng cái H2 nó có vẻ như hiệu quả hơn chế bơm proton. Về cái ARR nó cũng tốt hơn và NNT nó cũng cao hơn. Cái thằng NNT nó càng thấp thì hiệu quả càng tốt, thì thằng H2 nó tốt hơn. Nhưng mà khi họ xem lại các cái nghiên cứu thì họ thấy rằng những cái nghiên cứu của thuốc chế thụ thể H2 á, thì nó xếp bao gồm luôn cả những cái rối loạn về nó gom luôn cả những cái gợp vân vân trong đó, tức là vì cái chất lượng của nghiên cứu nó không có tốt, thành ra cái kết quả cuối cùng của nó không có chính xác, thành ra người ta có vẻ nhưng mà nó tốt hơn nhưng mà thực sự nó không có tốt hơn. Và người ta vẫn khuyến cáo mấy bạn sử dụng thuốc ức chế proton là thuốc chính. Và cái liều của ức chế bơm proton thì nó đặt vấn đề liều gấp đôi, nhưng mà tới năm 2020 thì người ta tổng kết các nghiên cứu lại thì ta thấy cái liều của ức chế bơm proton đối với khó tiêu chức năng là liều chuẩn một lần một ngày, tuyệt đối không sử dụng liều gấp đôi vì nó không có hiệu quả, vì cái khó tiêu chức năng nó không có tăng tiết axit, nó chỉ làm tăng nhạy cảm với axit thôi, và chỉ cần cái liều chuẩn là đủ để điều trị nếu nó dính tới cái cơ chế này. Cái đó liều nó sẽ là liều chuẩn một lần một ngày, và thời gian điều trị của nó là một đợt của nó là từ 8 đến 10 tuần, 12 tuần,
Và nếu bệnh nhân cần thiết thì đôi khi mấy bạn phải điều trị kéo dài, nhưng mà nhớ đừng có kéo dài quá 6 tháng hoặc 12 tháng. Cứ mỗi 6 tháng bạn cố gắng giảm xuống, nhưng mà sử dụng dài 6 tháng cho đến 12 tháng để là tăng cái tác dụng. Nếu có PPI thì nhớ là liều cũng là một tuần, có một tuần một ngày. Đợt điều trị của nó cũng như 8 tuần, 10 tuần, nó giống như cái giờ của nó. Và đến cái thứ chứ không. Và một cái khác biệt nữa này là hồi nãy các bạn thấy trong cái hướng dẫn consensus của châu Á, nó như là hai nhóm. Nếu bệnh nhân là có triệu chứng đau đau bụng, chứng đau bụng thường trị á, người ta sẽ điều trị PPI là chính, có hay không có bộ kinetic. Còn nhóm thứ hai là nhóm khó chịu sau ăn thì nó sẽ bắt đầu bằng bộ kinetic, nó là những cái thuốc tăng vận động dạ dày ấy, nó bạn nó tống xuống, nó hết khó chịu, triệu chứng khó tiêu đó, ví dụ như là motilium, ví dụ như rimbarang, ví dụ như mosepride, etopride, vân vân, và thuốc mới là acosiamide đó, thì là những cái thuốc là thuốc khởi động đầu tiên. Nhưng mà hiện nay người ta thấy rằng á, cái vai trò của PPI á, các nghiên cứu và meta-analysis thấy rằng là cái PPI này nó có hiệu quả cả hai phân nhóm, tức là nhân phân nhóm đau thượng vị và phân nhóm khó chịu sau ăn luôn. Do đó PPI được xem là cái first choice, là cái thuốc được điều trị cho cả hai phân nhóm. Người ta không PPI cho dù nó là đau thượng vị hay là khó chịu sau ăn, nếu đều sử dụng PPI hết. Và đặc biệt đối với những nhân mà triệu chứng chính của nó là đau thượng vị thì cái bước first choice vẫn là PPI. Ha, xem xét có hay không có prokinetic. Nếu nó không đáp ứng với PPI, không đáp ứng PPI là điều trị bao lâu thì gọi là không đáp ứng với PPI. Nếu mà điều trị PPI mà thời gian điều trị PPI trong vòng là 8 tuần lễ, mà các bạn thấy ở trong cái guideline nó ghi 4 tuần chứ không đúng đâu, PPI điều trị 8 tuần lễ các bạn thấy nó không có hiệu quả gì hết thì ngưng luôn, dẹp sạch luôn, khỏi xài PPI nữa, mà mấy bạn sẽ sử dụng có hoặc không có phối hợp thêm prokinetic. Còn cái nhóm bên kia vẫn là PPI, nhưng mà nếu nó có là cái triệu chứng khó chịu sau ăn thì bắt buộc phải có vai trò của prokinetic nha. Prokinetic có thể là cái first choice, nhưng mà mấy bạn có thể phối hợp PPI vì người ta thấy PPI nó có hiệu quả trong cả hai phần nhóm, thì không cần thiết là nhóm prokinetic không, không có PPI đâu, mà cái nhóm kia prokinetic có thể phối hợp PPI luôn. Và nếu prokinetic một mình nó không đáp ứng thì các bạn phối hợp với PPI. Còn nếu mà các bạn thấy mà nó có đáp ứng thì thôi, mình không cần sử dụng PPI cũng được. Nhưng mà bắt đầu sau khi nó thất bại cả PPI với prokinetic thì nó qua cái bước thứ ba. Bước thứ ba này nè là thuốc chống trồng cả ba vòng nha, thuốc chống. Đối với thằng châu Á, đối với thằng châu với Mỹ á, thì nó sẽ bắt đầu bằng PPI cho cả hai hội chứng. Nếu PPI không đáp ứng, kế tiếp của nó sẽ là ức chống trầm cảm 3 vòng và bước thứ 3 mới tới prokinetic. Nhưng đối với châu Á của mình thì cái vai trò của prokinetic đối với các nghiên cứu bên châu Á của mình thì nó lại có cải thiện. Do đó đối với châu Á của mình đó, thì bắt đầu bằng PPI và prokinetic nha. Rồi sau nó khi hai cái thằng đó không đáp ứng thì mới chế chống trầm cảm 3 vòng. Còn nếu mấy bạn đọc của ACG của châu Á, của Mỹ phối hợp với Canada thì bạn sẽ thấy nó đi theo bước này nè, PPI ức chống trầm cảm 3 vòng rồi mới tới prokinetic nha. Thành ra mình phải để ý. Rồi tiếp đi Thư. Dạ. Nói chung là cô Tường đã nói cái phần mà nó cơ bản hết rồi, em chỉ thêm số cho thôi để nó làm rõ hơn thôi ạ. Thí dụ như là thuốc ức chế bơm đồ tông và kháng H2 thì nó có hiệu quả giảm cái triệu chứng khó chịu của bệnh nó từ 10 đến 15% so với giả dược. Tuy nhiên mà trong một số cái nghiên cứu nó thì người ta vẫn chưa loại trừ các trường hợp có triệu chứng chậm ngược dạ dày thực quản đi kèm. Theo ICG thì nó tổng hợp 15 nghiên cứu lâm sàng trên 5.853 bệnh nhân khó tiêu, thì sau thời gian theo dõi điều trị từ 2 đến 8 tuần thì họ thấy là có cái bệnh nhân người ta chỉ còn có 69,6 bệnh nhân sử dụng PPI mà nó còn cái triệu chứng khó tiêu cao thấp hơn so với cái nhóm giả dược. Bên cạnh đó thì cái liều PPI gấp đôi người ta thấy là nó chưa có đủ dữ kiện để mà kết luận là liều PPI gấp đôi nó có hiệu quả hơn liều chuẩn. Do đó nếu mà bệnh nhân sau 8 tuần điều trị mà không đáp ứng nên cân nhắc ngưng sử dụng PPI. Người ta ghi nhận là các trường hợp mà so sánh ra điều trị người ta thấy là PPI nó có hiệu quả rất là rõ ràng trong những cái nhóm mà khó tiêu mà kèm theo có lết hoặc là gợt. Tuy nhiên theo cái hội tiêu hóa Hàn Quốc do cái tiêu chuẩn chẩn đoán trong cái triệu chứng do cái sự trùng lắp giữa hội chứng BBS và EBS thì cái sự việc sử dụng PPI nó khuyến cáo là ưu tiên cho nhóm nào thì nó còn nhiều tranh cãi. Như là nãy chị có đề cập tới là châu của cả những cái nhóm mà bên châu Âu thì họ luôn luôn đề cao là phải sử dụng PPI, nhưng mà theo cái hội
cái khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Hàn Quốc thì họ đề cập là nó chưa, do cái mức độ chứng cứ nó không đồng nhất và nó không cao, nên người ta vẫn có thể ưu tiên điều trị tùy theo triệu chứng của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân nhóm EBS thì họ sẽ có xu hướng là sẽ điều trị BBI là thuốc nền tảng, còn nhóm mà BDS thì họ phải phối hợp giữa thêm với Rokinetic. Và khi so sánh giữa BBI với lại các chất kháng tiết khác á, thì người ta không có ghi nhận sự khác biệt khi mà mình điều trị với H2. Nhưng mà cái sự chênh lệch này cũng tương đối là thấp. Người ta cũng không có cái bằng chứng nào để chứng minh được là H2 có lợi hơn hay là BBI có lợi hơn. Tuy nhiên người ta nói rằng là khi mà sử dụng BBI kéo dài á, thì nó có sự dung nạp liều và có xảy ra các biến cố là giảm triệu chứng, của giảm cái hiệu quả của H2 nếu mà sử dụng lâu dài. Và cái nhóm thuốc là Prokinetic, thì trong Prokinetic á, thì em có cái nhóm thuốc chính ví dụ như kháng thụ thể dopamine D2, thì trong đó có những cái nhóm thuốc như là domperidone, metoclopramide, levosulfiride và etoprim, thì tác dụng của nhóm này sẽ làm giảm triệu chứng chướng bụng và no sớm. Tuy nhiên cái biến chứng rất là thường gặp của nhóm này gây đến các triệu chứng ngoại tháp và tăng nguy cơ hội chứng QT dài trên gặp nên domperidone. Đối với etoprim thì nó kháng cái thụ thể D2 ngoại biên nên nó ít có cái triệu chứng mà ngoại tháp hay là làm tăng độ tốc tin máu. Nhưng mà theo những cái nghiên cứu pha 3 ở Mỹ và châu Âu thì nó vẫn không có hiệu quả, nên thành ra là ở châu Âu họ không có khuyến cáo sử dụng cái nhóm thuốc này. Nhưng mà đọc ở dựa trên cái dữ kiện thì ở các nghiên cứu châu Á thì Hàn Quốc người ta vẫn khuyến cáo là vẫn có thể sử dụng cái nhóm thuốc này. Nhóm thuốc Prokinetic thứ hai là động vật thụ thể 5HT4, thì mình có ba cái nhóm thuốc thường hay sử dụng, đó là sisacride, tegaserode và mosacride. Thì tác dụng phụ của nó tương đối là nó còn nhiều hơn so với cái nhóm trước nữa. Nó gây rối loạn nhịp và gây các biến cố tim mạch, thì trong đó có thằng sisacride và tegaserode nó đã bị thu hồi trên thị trường và không còn thấy trên thị trường nữa. Riêng đối với thằng mosacride á, thì người ta thấy là nó có điều hòa nhu động ruột và dạ dày, kiểm soát được thời gian làm chống dạ dày, không có tác dụng phụ lên tim mạch. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó vẫn còn tiếp tục được theo dõi vì cái hiệu quả của nó không có đồng nhất giữa các nghiên cứu người ta thực hiện. Nhóm tiếp theo đó là acetiamide, thì nhóm này là nhóm mới, nó phóng thích acetylcholine thông qua thụ thể muscarinic M1 và M2 ở hệ thần kinh ruột và ức chế hoạt động của men acetylcholine estera. Nó theo như các nghiên cứu hiện tại thì nó thấy là có giảm triệu chứng nặng sau 4 tuần sử dụng và các triệu chứng liên quan đến chế độ ăn, và nó hiệu quả của nó xảy ra được nhiều hơn ở cái nhóm BDS là lên tới 34%. Nhưng mà trong hiện tại bây giờ nó vẫn còn đang tiếp tục nghiên cứu và trong quá trình phê duyệt ở các nước khu vực châu Âu với Bắc Mỹ, còn ở Hàn Quốc, ở châu Á thì hình như là chưa sử dụng những thuốc này. Về so sánh hiệu quả của BBI và các nhóm Prokinetic á, thì từ một cái nghiên cứu meta-analysis từ cái 4 cái nghiên cứu ICT với 892 bệnh nhân á, thì người ta thấy là BBI có hiệu quả kiểm soát triệu chứng hơn là so với nhóm, ngay cả với nhóm Prokinetic. Với cái mặc dù là vì vậy á, mà khi mà sử dụng các nhóm Prokinetic này người ta vẫn khuyến cáo là vẫn có thể sử dụng được. Đối với các nghiên cứu đối với các bài review ở châu Âu với lại ở Mỹ thì họ nói rằng có thể sử dụng được các nhóm Prokinetic, nhưng mà nên cân nhắc sử dụng ở liều thấp phối hợp kèm với BBI, nhưng mà cần phải thận trọng với lại tác dụng phụ của các thuốc này. Còn đối với các theo cái hướng dẫn của Hàn Quốc năm 2020 thì họ khuyến cáo là vẫn có thể sử dụng được Prokinetic. Về thuốc chống trầm cảm thì mình có ba cái nhóm thuốc thường được sử dụng trong điều trị khó tiêu chức năng, bao gồm là levosulfuric, SSRI, TCA. Thì cái levosulfuric nó tác động như là một cái prokinetic, làm tăng thời gian làm chống dạ dày, nhưng mà nó gây ra tác dụng ngoại tháp. Còn đối với SSRI thì người ta nghiên cứu là nó không có tác dụng gì hết và nó dung nạp rất là kém. TCA thì người ta ghi nhận là có amitriptyline liều thấp, thì là một cái trong những nhóm thuốc mà thường được sử dụng, được nghiên cứu thì nó có hiệu quả. Nhưng mà nó ưu tiên ở trong nhóm đau thượng vị nhiều hơn là so với cái nhóm mà có triệu chứng no sớm, với R là 0,74. Khi mà sử dụng cái TCA á, thì trong những nghiên cứu mà người ta nghiên cứu đa trung tâm thì người ta thấy là nó có hiệu quả hơn so với Lasobo. Và cái tác dụng phụ mà xảy ra trên những cái nhóm thuốc này người ta cũng không có thấy là nó cao hơn so với cái nhóm mà không sử dụng TCA, nên thành ra là người ta vẫn khuyến cáo cho mình sử dụng. Mặc dù vậy nhưng mà những cái thuốc này á, nó vẫn chỉ được
đính đánh giá ở bậc hàng thứ hai để điều trị trong những trường hợp mà khó tiêu chức năng sau BBI. Khi mà bệnh nhân tuy nhiên là cần phải giải thích rõ cho bệnh nhân tác dụng phụ không mong muốn khi dùng thuốc. Cái phần này á, mấy em để ý này, cái thuốc mà về tâm thần thần kinh á, là thuốc chống trầm cảm á, antidepressant á, đối với hội chứng IBS á, hoặc là đối với cái tầng trên như là những cái rối loạn về bệnh chức năng, thì mấy bạn thấy có cái vai trò của trầm cảm ba vòng và SSRI, đúng không? SSRI. Còn riêng đối với cái functional dyspepsia, mấy bạn thấy là cái nhóm thuốc chống cảm nó chỉ có cái vai trò của chống trầm cảm ba vòng thôi, còn người ta nghiên cứu thấy SSRI nó không có hiệu quả. Thành ra đối với khó chức năng á, thì bạn nhớ sau PPI và prophylactic, nếu không đáp ứng thì bạn thêm thuốc chống trầm cảm ba vòng. Chống trầm cảm ba vòng ở đây mình có như là amitriptyline này, imipramine này, vân vân. Nhưng mà thực sự ra trên thị trường Việt Nam thì bạn chỉ có mỗi cái amitriptyline thôi. Nhưng mà tôi cũng có nhờ một số người họ kiếm được những cái thuốc khác ngoài cái amitriptyline đó, thì nó có hiệu quả hơn, và thứ hai nó ít tác dụng phụ hơn ha, để bạn cứ thử thêm cho bệnh nhân. Còn đối với cái khuyến cáo của Mỹ á, kết hợp với Canada, thì cái thuốc chống trầm cảm ba vòng nó xếp hạng thứ hai sau PPI, nhưng mà nó trước prophylactic, cho dù nó là hội chứng khó chịu sau ăn. Nhưng mà đối với châu Á của mình, hầu hết các guideline thì nó xếp thuốc prophylactic và PPI trước các thuốc chống trầm cảm ba vòng. Nó xếp cái nào trước hay sau á, thì đối với tụi Mỹ với Canada nó sẽ xếp cái trước hay sau, thì nó tùy thuộc vào cái chứng cứ này, cái độ mức độ, cái mức độ evidence based á, cái evidence của nó là cái mức độ là mạnh hay không, tức là cái nghiên cứu nó có tốt hay không tốt, và nó tùy thuộc vào cái hiệu quả của thuốc đó mà nó xếp. Thành ra người ta sẽ xếp cái trầm cảm trên prophylactic, vì những cái nghiên cứu về thuốc chống trầm cảm này thì chứng cứ của nó mạnh hơn và cái hiệu quả của nó tốt hơn so với prophylactic, thì nên xếp lên một bậc nha. Này có các thuốc khác nãy chị có đề cập tới á, ví dụ như ribamibai á, thì người ta thấy là nó có cải thiện triệu chứng khó tiêu ở 23% các trường hợp, nhưng mà người ta nhận thấy là trong các nghiên cứu mà đánh giá được là đặc biệt là những cái trường hợp này khó tiêu liên quan đến tổn thương, chứ những cái trường hợp mà khó tiêu chức năng thì nó cũng không có hiệu quả. Đối với thằng sucravat á, thì hiện tại bây giờ người ta thấy là nghiên cứu nó có hiệu quả, nhưng mà tuy nhiên cái kết quả cải thiện này lại không có ý nghĩa về mặt thống kê, nên đang người ta vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu. Còn đối với simeticone á, thì người ta so sánh giữa simeticone với sitravatin sử dụng trong 8 tuần so với nhóm có giả dược á, thì người thấy nó có giảm triệu chứng khó tiêu. Simeticone thì có cải thiện triệu chứng hơn so với sitravatin ở 2 tuần đầu tiên. Thế nhưng cái mắc mà các triệu chứng khác này thì cái nghiên cứu nó rất là kém, thì nó không đưa vô guideline, nó chỉ ghi thêm vào thôi, nhưng mà trong các tuyên bố của guideline hầu như nó không có vai trò của những cái thuốc này. Các bạn nhớ là khi những cái thuốc mà nó đưa vô guideline là những cái thuốc phải có những cái nghiên cứu RCT rất là nhiều nha, hoặc là làm cái meta analysis có hiệu quả thực sự nó mới đưa vô, còn những cái này nó chỉ viết thêm vào thôi chứ nó không đưa vào guideline. Như vậy theo thứ tự mình điều trị sẽ là gì? PPI này. PPI có thể là một mình nó, hoặc là phối hợp prophylactic nếu nó có các triệu chứng của khó chịu sau ăn. Và bên kia thì nếu mà triệu chứng khó chịu nó quá nổi bật thì mình xài prophylactic, có hay không có phối hợp với PPI, nhưng mà PPI luôn luôn có, người ta thấy có hiệu quả của cả hai phân nhóm. Nếu mà phối hợp hai cái đó mình thấy không có hiệu quả trong vòng 8 tuần lễ thì mình xài thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Và đương nhiên là phải phối hợp với cái thay đổi lối sống về chế độ ăn, với về tư vấn thì bệnh nhân biết là những rối loạn về chức năng, về tâm lý tâm thần. Rồi, thuốc chống trầm cảm 3 vòng, nếu mà chống trầm cảm 3 vòng không bớt nữa thì làm gì? Nó sẽ tới một cái bước kế tiếp là liệu pháp tâm lý. Cái liệu pháp tâm lý lúc này là mấy bạn phải gửi cho những cái chuyên gia về tâm lý, người ta sẽ làm về liệu pháp thôi miên, về hành vi, hoặc liệu pháp về nhận thức hành vi vân vân. Mà một số nghiên cứu họ thấy có châm cứu hoặc là thiền đó mấy bạn, nó có thể cải thiện những cái triệu chứng về chức năng. Thì cái cuối cùng là liệu pháp tâm lý là cái là có hiệu quả nhất. Các nghiên cứu hiện nay cái mà có hiệu quả nhất, ARS ratio thấp nhất, tức là 0,53%, tức là cứ hai người thì nếu mình làm biện pháp tâm lý để nó cải thiện một người ha, và cái NIT của nó là 3, tức là NIT 3 là chỉ cần 3 người làm biện pháp tâm lý là có một người cải thiện, trong khi PPI của mình là 14 ha. Prokinetic NIT của mình là 7, có nghĩa là NIT là cái số lượng bệnh nhân cần điều trị để có một người được cải thiện, thì nó thấp nhất là biện pháp tâm lý. Như vậy mấy bạn sẽ thấy rằng cái biện pháp tâm lý là có biện pháp hiệu quả nhất hiện nay trong điều trị khó tiêu chức năng. Tuy nhiên
Tuy nhiên về vấn đề dữ liệu về nghiên cứu á, thì cái thằng này á, cái dữ liệu của nó nghiên cứu không có nhiều bằng cái thuốc. Thật ra cái liệu pháp tâm lý hiện nay nó đứng hàng cuối cùng, tức là sau khi điều trị thuốc, điều trị thuốc bao gồm có PPI, probiotic và thuốc chống trầm cảm 3 vòng mà không hiệu quả trong vòng 8 tuần lễ, không cải thiện triệu chứng, thì lúc đó mấy bạn bắt buộc phải gửi cho cái chuyên gia về liệu pháp tâm lý. Đó là lý do tại sao mấy bạn thấy là gì, mình điều trị hoài nó không hết, có những ca mấy em thấy chẩn đoán viêm dạ dày nó trị từ năm này qua năm khác hoài nó có hết đâu, nó không có hết, nó uống thuốc này lúc nào mà nó căng thẳng lo lắng lo âu á, thì mình là mấy bạn không cho chống trầm cảm 3 vòng nó thì càng không hết nữa, mà thậm chí đôi khi chống trầm cảm 3 vòng cho cũng không hết nữa thì mình phải gửi qua với bác sĩ tâm lý thôi nha, họ làm những cái phương pháp khác, mình đã theo các bước điều trị của nó là như vậy, cuối cùng là liệu pháp tâm lý đó. Rồi kết luận lại, cái bản kết luận rồi, thư đâu rồi, phát ra ngoài là thư. Thư ơi, đi đâu mất tiêu. Thư ơi, em mở mic lên đi Thư. Dạ, chút xíu. Còn cái slide cuối cùng thôi phải không? Dạ đúng rồi. À, dạ chị, cái Em kết đọc luận cái đó. phải dưới lên. Cái kết luận cuối cùng thôi. Dạ cái chị chờ chút xíu. Nó bị, tại vì nó bị tăng mạng lên. Để chị kết luận luôn cho này, cái khó tiêu chức năng là một cái vấn đề rất là thường gặp trên lâm sàng, khi bệnh nhân có từ 40 tuổi trở lên hoặc có dấu hiệu báo động á, thì mấy em phải nội soi dạ dày tá tràng nha, để tìm nguyên nhân thể đặc biệt là ung thư. Tất cả những trường hợp khó tiêu chức năng, nếu mà có nội soi thì làm luôn clot test để tầm soát H. pylori, còn nếu mà không có chỉ định nội soi thì mấy bạn làm những cái test không xâm nhập, ví dụ như test hơi thở hoặc kháng nguyên trong phân để chẩn đoán và tiêu trừ Helicobacter pylori cho tất cả các bệnh nhân có tiêu chức năng nói chung. Rồi đối với vấn đề điều trị á, các bạn là điều trị thuốc khởi điểm quan trọng nhất vẫn là PPI, là thuốc để cho cả Không sao cho con này. kế tiếp thì mấy bạn có thuốc Mai 8:30 con mấy bạn. genetic ha, protein genetic thì các bạn nhớ trên thị trường các bạn hay có thuốc gì, protein genetic các bạn hay sử dụng nhất là Motilium này, Mozapride này, Etopride này, Imutop, tên nó là Elthon đó nha, thực là mình chỉ có mấy thuốc đó thôi. Nếu sử dụng lâu dài Motilium mà trên bệnh nhân, một số bệnh nhân về cái bệnh lý tim mạch mấy bạn sợ nhất, huyết tê kéo dài, nhưng mà thực sự Motilium mấy bạn sử dụng liều 3 lần một ngày á, cũng không sợ sao hết, nhưng mà nếu người lớn tuổi có bệnh lý tim mạch vân vân thì bạn cẩn thận, thì bạn sử dụng hai cái nhóm hiện nay có là Mozapride với Etopride. Mozapride nhiều lắm, Etopride là có Elthon rồi, Ibutop thì tùm lum trên thị trường đó, thì cái đó là prokinetic. Levosulfuric các bạn hay xài đó, levosulfuric là mấy cái nhóm mà rosmarin, mốt là gì đó, nó vừa có tính chất về an thần chút xíu mà nó cũng là nó muốn, nó cũng có vai trò trong prokinetic, các bạn nhớ cái đó, levosulfuric. Rồi thì đó là những cái thuốc mình thêm vô, với là PPI, PPI sử dụng liều chuẩn 1 lần 1 ngày thôi, nếu mà PPI với prokinetic không hiệu quả thì mình xài thế thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Sử dụng liều thấp 1 lần 1 ngày và ban đêm, rồi chống trầm cảm 3 vòng đó, nếu mà điều trị tiếp tục thêm 4 8 tuần nữa mà thấy không hiệu quả gì hết thì thôi gửi cho các nhà chuyên gia về tâm lý tâm thần họ đánh giá. Bên cạnh đó thì là hướng dẫn bệnh nhân về, giải thích cho bệnh nhân về vấn đề sử dụng thuốc, vấn đề về căng thẳng, chế độ ăn như thế nào để tránh tái phát triệu chứng. Đa số những bệnh nhân này mấy em phải tìm tìm cái vấn đề về stress, về tâm thần và tâm lý để giải quyết vấn đề đó thì bệnh nhân nó mới hết. Còn nếu mấy em không có tìm hiểu về vấn đề đó, bệnh nhân hay có những cái vấn đề về lo lắng, căng thẳng trong gia đình, về kinh tế thì nó có xuất hiện triệu chứng hoài, em điều trị có giờ hết đâu. Nó đi tới đi lui hoài, cứ đi soi hoài, soi 100 lần nó cũng cứ ra viêm xung huyết dạ dày, có soi 100 lần cũng ra viêm xung huyết. Có thuốc thì nó bớt, không thuốc thì nó hết. Không hết nhưng mà đôi khi mình chỉ cần ít thuốc cộng với thuốc kia, ức chế chống trầm cảm 3 vòng vô là mình như sẽ ổn. Rồi, có thắc mắc gì không? Thư, thư. Thư gửi cái bài của Thư qua cái Zalo của chị đi, rồi chị sẽ gửi cho các bạn, nhưng mà các bạn phải coi trong đó nó có Thư nó chỉ tổng kết chung chung chứ nó chưa có một cái guideline thống nhất đâu. Rất là đồng thời sẽ gửi cho các bạn đọc, những cái bạn nào mà dân vật tiêu hóa thì bạn sẽ đọc thêm cái guideline của Thái Lan, của Korea và của Canada phối hợp với Mỹ. Nhưng mà hiện nay là tôi đang viết cái cho Việt Nam mình á, chứng cứ của châu Á, thì xong cái gai lai của Việt Nam qua cái hội khoa học nữa thì mình sẽ có cái gai lai chính thức Việt Nam.
nha, nhưng mà những cái gì mà cơ bản thì tôi phải nhớ với cái tuổi nội soi của mình thì nó khác người ta. Tuổi của Thái Lan thì nó sẽ soi tuổi khác, và của Korea nó sẽ soi tuổi khác. Mình chỉ là nên cắt từ cái tuổi 40 các bạn nha, cắt từ cái tuổi 40 cả đường tiêu hóa trên và dưới luôn. Đường tiêu hóa dưới đang có khuynh hướng kéo xuống 35 tuổi đó nha, hiện tại giữ 40 tuổi nhưng mà có khả năng có chuyện đã kéo xuống. Ung thư đường tiêu hóa dưới bây giờ đại tràng cực kỳ xuất hiện, phát hiện rất là sớm, thành ra đang có khuynh hướng nếu mà ra hội động để coi có thể kéo xuống, là nếu mà trên 35 tuổi là phải soi đường tiêu hóa dưới luôn á. Còn đường tiêu hóa trên thì tôi sẽ đề xuất là soi từ 40 tuổi trở lên. À, mấy bạn có thắc mắc gì không? Mấy bạn có gặp nhiều mấy cái này không? Gặp nhiều lắm nhưng mấy bạn không có nghĩ đến cái bệnh này thôi. À, điều trị ngoài quá gì cứ viêm dạ dày, đi hết bác sĩ này đi hết bác sĩ khác, từ năm này qua năm khác uống PPI không biết bao nhiêu mà kể, uống một thời gian nó viêm teo dạ dày luôn, à, vì nó giảm tiết axit mà cũng không tầm soát H. pylori nữa, là ra cuối cùng nó ra là viêm luôn. Các bạn có thắc mắc gì không? Mình về mình thay đổi cách tiếp cận bệnh nhân ha, mình thay đổi cách điều trị đi, mấy bạn sẽ thấy thành công trong cái điều trị cho bệnh nhân rất là nhiều, đặc biệt là những cái rối loạn về chức năng. Trên lâm sàng gặp nhiều không? Soi ra bình thường, soi ra viêm xuống huyết nhẹ mà nó đau hoài luôn không hết, đúng không? Mấy bạn nhớ một cái quan trọng này, những cái bệnh nhân này á, nó không có một bệnh đâu nha, nhiều lúc nó kết hợp vừa gợt và khó tiêu chức năng, nó kết hợp vừa khó tiêu chức năng với IBS, nó vừa phối hợp với táo bón chức năng, phối hợp với là có tiêu chức năng, tức là nó không có một cái hội chứng đâu, nó phối hợp tùm lum, có lúc nó đến với mình là một cái rối loạn chức năng khác, nhưng mà thời điểm khác nó lại xuất hiện rối loạn chức năng khác, nhưng mà đôi khi nó là nhân quả của nhau, tức là do cái hiệu quả, do mấy bạn sử dụng thuốc PPI kéo dài, khi sử dụng cái thuốc PPI kéo dài thì nó sẽ xuất hiện ra là một cái hội chứng là tăng trưởng vi khuẩn là ruột non quá mức, đúng không? Thì nó gây ra triệu chứng chính của hội chứng tăng trưởng ruột non qua vi khuẩn ruột non quá mức là triệu chứng khó tiêu, đau bụng, tiêu chảy. À, có thể là các bạn chẩn đoán thêm cái IBS nữa, nhưng mà thật sự nó không phải IBS, nó là biến chứng của sử dụng PPI kéo dài. Có đúng không? Thành ra đôi khi mình rất là cẩn thận nha. Hoặc là mấy bạn sử dụng kháng sinh, mấy bạn phải loại trừ một số thuốc mà gây ra khó tiêu chức năng. Nhiều lúc mấy bạn điều trị dập thuốc, cái thuốc này nó tác dụng tương quan lại với nhau, cái nó hoặc là mấy bạn vừa sử dụng prokinetic vừa sử dụng gì chống co bóp, thì hai thuốc nó tương tác với nhau chẳng còn tác dụng gì hết. Ví dụ như ở bụng dưới nó đang đau bụng, ở trên nó đầy hơi, cái ở trên đầy hơi bạn xài prokinetic để nó tăng bóp, cái ở dưới nó đau bụng quá mấy bạn xài thêm cái giảm co bóp, rồi hai thằng tương tác, hai thằng là đối nghịch nhau rồi coi như là xong. Thành ra tùy triệu chứng của bệnh nhân, đa số về chức năng là mình điều trị triệu chứng, mà cái người giỏi hay không giỏi là mấy bạn phải nắm triệu chứng nào là triệu chứng chính, và xem cái mối liên quan nhân quả giữa các triệu chứng cũng như là thuốc của mình. Đôi khi mình sử dụng cái thuốc ở trên nếu nó làm cái nặng cái ở dưới, ví dụ dưới IBS người ta đã than là bị tiêu chảy rồi, với bạn quốc prokinetic vô thì nó sẽ tiêu chảy nhiều hơn nha. Một trong những tác dụng phụ prokinetic là nó là tăng nhu động ruột, thành ra bệnh nhân sẽ than hay tiêu chảy nhiều hơn, mình phải rất là cẩn thận. Như vậy những cái ca tiêu chảy đó nếu cho prokinetic vô thì chắc chắn coi chừng nó đau bụng hơn và nó tiêu chảy nhiều hơn thì mình né nó đi. Mình xài levosuperic. Levosuperic nó cũng có tác dụng là gì? Liên quan đến prokinetic. Nhưng mà levosuperic nó lại không gây tác dụng phụ. Hoặc là những trường hợp đó thôi, đánh luôn cả nhóm chống trầm cảm 3 vòng vô. Vì chống trầm cảm 3 vòng vô thì nó làm gì? Bó. Tức là nó bất tiêu chảy. Ha. Nha. Thành ra cái hay của cái quan trọng trong cái điều trị tiêu hóa nó khó là cái gì? Là phối hợp thuốc. Cái trước ăn, cái sau ăn, rồi những cái nó tương tác qua lại với nhau, nó làm tùm lum hết á. Thành ra phải lúc nào phải hỏi bệnh sử coi cái triệu chứng nổi trội của bệnh nhân là gì và những triệu chứng đi kèm là gì, để mình tránh sử dụng thuốc này thì nó gây ra những cái tác dụng phụ ảnh hưởng đến những cái triệu chứng khác. Thành ra đôi khi mình trị cái này nó bớt, cái lần sau vô nó xuất hiện cái triệu chứng trội làm một triệu chứng khác. À, có thể là do bản thân người bệnh nó xuất hiện triệu chứng mới, hoặc là có thể là do thuốc của mình sử dụng nó làm xuất hiện cái triệu chứng nặng hơn. À, nhớ mình sử dụng levosuperic là bệnh nhân hay bị chảy sữa, prokinetic motilium là bệnh nhân sẽ chảy sữa. Bệnh nhân rất là lo lắng, tự nhiên đa một cái người bình thường mãn kinh rồi, hoặc là những cái người đó giờ không có bầu có thai gì hết, tự nhiên nó chảy sữa, là mình bệnh nhân hỏi là mình phải nhớ ra liền cái tác dụng phụ, thì mình nói bệnh nhân nó ngừng cái thuốc ra đi, người ta đỡ phải lo lắng nhá. Nếu bạn có thắc mắc gì không? Sao im re hết trơn vậy?
Ai có thắc mắc gì không? Đi lâm sàng khám, lâm sàng đi ngồi phòng khám mới gặp nhiều không? Gặp quá trời luôn á, thì có mấy cái này gặp nhiều lắm, mà có đời nào chẩn đoán khó tiêu chức năng chưa? Chưa bao giờ chẩn đoán là khó tiêu chức năng hết. Các bạn có thắc mắc gì không? Không có thắc mắc gì thôi thì Thư chuyển cái bài qua cho chị đi, rồi các bạn chỉ dựa trên cái bài của Thư để tham khảo thôi. Còn những cái gì mà nãy giờ tôi nói mấy em thì mấy em ghi nốt lại nha, rồi tự đọc thêm ha. Thường thường là tôi sẽ gửi cho các bạn tất cả những cái tài liệu để các bạn đọc thêm, những cái bạn nội trú, những cái bạn mà sau này muốn mình đi về chuyên khoa tiêu hóa thì mình đọc thêm. Rồi, vậy thôi, mình ngưng ở đây nha. Các bạn có nghe gì không vậy? Có nghe không? Dạ có. Dạ nghe. Xin ra, không có đứa nào lên tiếng hết trơn, không biết có nghe không nghe nữa. Rồi thứ năm này học được không? Thứ năm có bận gì không? Không bận thì thứ năm trình tiếp nha. Thứ năm mấy bạn trình cái gì thì mấy bạn phải báo trước nha. Rồi, để thôi Ngân đi, Thư gửi cho chị cái bài đó, rồi gửi